Ô này là 700 mét vuông. Đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Các bạn chú ý cái kết cấu của cái kho này. Khung thép mái, ô lưới ánh sáng, cửa. Bây giờ sẽ ra phía bên ngoài để xem tổng thể hơn phía bên ngoài. Đây là ở phía bên ngoài được xây dựng ở trên đất dự án. Xung quanh là khu dân cư. Tuy nhiên cả cái khu đất dự án này không ở gần sát nhà dân. Bây giờ sẽ ra phía ngoài của mặt đường để quan sát đường đi lối lại của cái khu kho xưởng này. Đây là đường chạy xung quanh cái khu kho xưởng này đều có đường như thế này hết. Đây nhìn thấy ảnh cái nhà xưởng 700 mét vuông. Mặt đường nội bộ. Đây gọi là đường nội bộ ở trong một cái khu đô thị, khu giãn dân, khu dân cư. Định nghĩa chung nó là như thế. Xe cộ giao thông đi vào cái khu kho này rất tiện lợi. Như thế này chắc là các bạn đã hình dung ra được một cách tổng thể của cái kho này rồi. Còn các cái thông số về mặt kỹ thuật cũng như tài chính sẽ được thông báo chi tiết khi có cái liên hệ trực tiếp. Cảm ơn các bạn.